Hôm nay thì em có một chiếc xe tập lái đây. Nó chỉ có vài chục thôi các bác ạ, vài chục thôi. Là một chiếc xe sở Bắc nhá các bác ơi. Sở Bắc 2009 thì các bác biết là nó như thế nào rồi. Và mẫu này ấy, là dòng xe nhỏ gọn cũng như là xe thì khá đẹp, keo chỉ gần như là nguyên zin. Đấy, sạch sẽ gọn gàng, có màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ các bạn. Đấy, đây là những mẫu xe mà chúng ta có thể mua về đi lại gia đình là tuyệt vời. Em cho các bác xem nhá. Đây. Keo chỉ đây. Keo chỉ zin nhá. Đây là mẫu xe mà chúng ta có thể mua về đi lại gia đình này. Kính chỉnh điện này. Đấy, được chưa? Vô lăng, màn hình cam lùi nhá. Màn hình cam lùi, cam hành trình trên đây. Cam hành trình tích hợp trên đây. Đấy, với cái mẫu xe mà vài chục thì các bác để ý cho em chiếc này. Spark 2009, và bác nào mà chưa có xe đi lại thì hãy alo cho em Sơn Hùng đi. Em sẽ ship tận nhà cho các bác luôn. Em ship tận nhà cho các bác luôn để các bác yên tâm nhé, không phải lo lắng gì cả. Đấy, máy số ngon lành, cầm vệ chắc chắn, nội thất đẹp như thế này. Đấy, các bác ạ, nội thất đẹp như thế này nhé. Phiên bản số sàn, máy chiếc này là 0.8 thôi. Form dáng đẹp. Đấy các bác ạ, xe thì chất lượng nhé. Đây em sẽ quay cho bác này cho bác nữa này. 2009, sạch sẽ gọn gàng, form dáng này các bác nhìn, sơn xi thì bóng mượt. Sơn xi bóng mượt luôn nhé, không có mất một cái gì cả. Phiên bản số sàn đây. Đấy, chỉ có vài chục thôi bác ơi, các bác nhanh tay đi ạ. Nhanh tay nhá, nhanh tay alo cho em Sơn Hùng thì sẽ được chiếc xe này re rẻ luôn. Giá chỉ như một chiếc Matiz thôi các bác ạ, như một chiếc Matiz thôi. Ok chưa? Keo chỉ thì còn khá nhiều. Máy móc êm gầm bệ chắc chắn, điều hòa mát và đăng kiểm chiếc này còn khá dài. Đấy, ok các bác nhá. Các bác alo trực tiếp cho em luôn ạ.